Xin chào mọi người đang xem kênh Diệu Anh TV của Tiên nha. Oppa. Oppa. Oppa ọp má gì đây. Hôm nay Tiên ra ngoài quán chị Nhung để ăn bún riêu mọi người nha. Hôm nay quán bà có bán bún riêu. Bà đang làm bán cho khách ở ngoài. Đây. Bún riêu. Trời ơi. Cái nồi nước nè. Tôi biết mọi người đang thèm nhưng mà xin lỗi nha. Đây là giá với lại rau bún bào nha mọi người. Em gái mình ra đây tặng cho em gái mình cái dừa 700 tiền. Ủa, nếu là cái dừa, không như cái dừa. Dạ. Cái dừa thường xem sao đang mãi đi sao đang lên đề. Chồng Tiên hỏi sao cho Tiên nước dừa cho ống nước Stin nha. Chị Nhung mới nói tại thương Tiên nhiều hơn. Nói vậy chứ tại ổng khoái uống Stin đó mọi người. Ổng giống con nít gì đó, khoái uống mấy cái loại gì đó. Còn Tiên thì người lớn hơn, Tiên trưởng thành rồi thì uống nước dừa. À muốn uống nước dừa ok. Trời, có cái dừa cho mấy nè mọi người. Uống vô cái nó đã, nó mát rượi, ngon gì đâu. Thì cảm động rớt nước mắt. Cái này là rau. Rau mình ăn kèm như đậm dưa nha. Chanh, ớt, bầm sẵn luôn, qua wow. Tuyệt vời, tuyệt vời. Bún riêu ra nè mọi người, có thể tuy là nó không có được ngon như bên Việt Nam, đầy đủ bằng bên Việt Nam nhưng mà ăn gì là cũng quý rồi nha mọi người. Bún riêu giả chiến nha. Nhưng mà chị Nhung làm cũng ngon lắm á. Màu sắc sinh động nè, thấy không? Ngon. Rồi bây giờ mời cả nhà ăn bún riêu với hai chồng của Tiên nha. Oppa, với cười. Mọi người mang khùm nước cô, với cười nước cô, với cười nước cô. Mọi người hả? Với cười. Nhìn nếm thì lấy ra rồi nhé. Má xin phục. Ừ. Nha. Không ăn. Hai nhìn thêm cỡ nha, chú bạn đẹp. Tôi kêu ổng bỏ mấy cái này nè, muốn ăn nhiều bỏ vô nhiều. Nó kêu xong đấy. Nó là cũng mình cho sao. Trời, con gà nó tươi ngon dễ sợ luôn á. Đang mùa hè bên Hàn Quốc á. Sao đang nhiều trời mà kêu xong đi ta. Nè, cảm ơn. Cho nên là rau nó tươi ngon, ổng nói cảm ơn chị Nhung nha. Cảm ơn nấu cho ổng ăn á. Trước khi ăn thì tôi sẽ ăn thật ngon, kiểu như một câu chào bên Hàn Quốc á mọi người. Vậy là cũng được tội. Rồi Hà vô nó ăn này. Chị ơi, còn bún con không chị? Làm cho em bọc khẩu trang về cho Hà vô nha. Ừ, làm cái này, cái gì thế nào? Ừ, nào cái canh. Cái chanh vô nữa mới đủ bộ. Trời ơi, rau muống nè. Mặc dù là niềng răng nhưng mà vẫn sẽ không quên sự nghiệp ăn rau muống. Người Việt Nam là phải ăn rau muống nha mọi người. Ăn rau muống bàn chuyện chính trị nha. Ấy cái mùi gì? Mùi chín rồi á. Mình ớt vô nè, trời ơi, quá trời quá đắt rồi. Mùi chín ớt. Cái tô này. Mánh nè. Con mực. Ông hỏi con mật, mật hả? Đúng không, mật thiệt. Trời, bữa nay nấu bún riêu mà bỏ mật cho sang dữ chị Nhung. Tomato. Cà chua. Tomato. Từ tomato Hàn Quốc quay mượn của tiếng Anh. Nên gọi là tomato luôn. Quá trời tao bún ngập tràn này. Gì? Mà xong cốt sữa đâu vậy? À, cốt ke cốt sô. Bún riêu cua. Ông hỏi bún này gọi là bún gì? Cốt ke gì vậy? Cốt ke cho nè, cốt ke cho nè. À, có cái sai cá ra sờ nữa chẳng à. Ông hỏi là bún riêu sao có thịt heo nữa chổng nữa. Ai ngồi hay mà sẽ muốn được vụ vậy. Ông nói đừng hiểu lầm nha. Hỏi cho biết vậy thôi. Trời mưa kì. Anh đi ăn, anh hỏi nhiều quá. Chờ xuống ăn thì kim chi gặp sắc cây hồ. Kim chi, nghe đi. Cảm ơn mọi người nha. Miễn nhiệm. À, ngon quá. Wow, miễn nhiệm. Chính là thật lưu nhiệm. Thanh thế hát à, miễn nhiệm. Sợi bún rất là ngon rồi mọi người. Hôm nay được bún ngon quá chị Nhung ơi. Không có bể mà gãy cho nó dai ngon sợi à. Sao nói gì, nếu mà mà xin lên cả nhiều. Nếu mà mà xin lên cả nhiều. Nè, cảm ơn thầm mì đã. Ồ, trời mà xin nè. Chị người Hàn đó, phải ăn bún trong kia đó mọi người. Phở rồi á. Bún nó ngon thiệt. Bún ngon quá mọi người. Như chăng như bên Việt Nam luôn.
không ăn chưa? Không chỉ là chị làm hả chị Nhung? Không biết chị làm rồi. Ngon quá à? Không. Trời lắm anh nè. Không, vừa ăn ngon lắm. Trời lắm anh nè. Vừa chua ăn ngon lắm bà. Ừ. Cái gì? Bác kia nên gọt tờ nhìn nhau của nhau nè. Ồ, cứ đập tặng mà kìa. Ồ, chả ra mặt được. Chúc mừng mãi đi xì ta. À. Không, ổng kinh ngon. Dạ hả? Ừ, ổng kinh ngon. Mô. Ủa? Ai nhờ, ổng mơ lên tụt. Mãi yêu. Mãi yêu. Nhung á, ở bằng tuổi mẹ tiên á mọi người. Nên là kêu Hà Vân kêu dạy, kêu Hà Vân kêu bà ngoại. Còn chỉ như là mẹ tiên vậy đó, nấu món này món kia cho ăn ngon. Bữa có bạn hỏi á, mặt hàng chị Nhung này còn không shop. Mặt hàng chị Nhung này tiêu bản giới hạn nha mọi người. Chỉ có một thôi nha. Hết hàng rồi. Thì order hết rồi. Ủa. Ủa. Bún ngon chị ơi. Chồng em ăn mà ổng thẳng thốt luôn đó. Ổng nói ớt cay. Ngồi xuống mới nhìn ra. Phim mình buồn. Có cái gì đâu cay trời. Vừa ăn. Ẩm méo anh đó. Ủa thế này cái méo người mãi dài mưa xuống gặp à. Nhà tôi ẩm lắm quá. Không à, tao đi mít kìa. Ông nói dạo này ông không ăn cay cho nên là ăn lại nó không quen. Mà tiên giờ này cũng có ăn cay gì đâu. Chết cha giữ lưỡi mắt cặp giác rồi hả? Có cay đâu trời. Cái này mà sức ngon quá. Ừ. Ngon thiệt nhưng mà. Ừ. Nghĩ mất sợ mất sức cho được rồi. Đang mừng rồi. Ẩm nó sủi nó không vừa khẩu vị của ẩm. Mà không ngờ ngon quá. Ngon thiệt. Trời ơi, bún cỏ Việt Nam mà la hô không vừa khẩu vị nên không biết ăn gì vừa khẩu vị. Nó ngon hơn là cái gì nữa. Người nào mà chơi bún phở Việt Nam á là không phải lỡ của bún phở mà người đó phải coi là bản thân mình. Có tấm một chút. Trời ơi. Mấy cái ẩm gió hết trơn tôi bún trời. Đẹp. Ăn có nuốt không vậy ba? Có nhai không vậy? Ăn nuốt chậm vậy? Có ba? Chút coi. Tính cho cục xương mà thấy bên kia còn cục bá chưa ăn. Cho bún thịt quá thịt à.
Bà ưu ái bà làm cho tôi cả bà lửa thịt không nè. Ai cũng vậy mà. À, ăn gì luôn hả? Rồi rồi. Được. Bán kiểu này rồi có lời không má? Tôi có 5 ngàn mà làm đám thịt gì. Mà ai cũng vậy nữa chứ. Bán gì đam mê. Bật nè. Tụi em khen ngon là ngon thiệt đó chị Nhung. Cái dòng kén ăn đó mà khen ngon là ta nói dữ lắm rồi đó. Gì vậy Nhung chị? Tôi mà thích xin lâu của. Tôi mà xin lâu. Ông hỏi bỏ miếng chanh lên chi vậy? Bỏ chanh lên cho nó ngon thì chi? Trời ơi. Quá trời thịt ăn nổi luôn á. Không có. Rồi không? Tiên, có cần chị vô không Tiên? Không chị, thôi. Tiên. Bà chị nào á? Bà chị ở gần nhà nè. Bà chọc. Bà hỏi. Ê, ê. Vô ngồi kế chồng em đi bà. Vô ngồi chỗ lòng chồng em nè. Ok rồi. Cái gì kế phía đây. Sao vậy? Vô ngồi chỗ lòng ông nè. Vô ngồi nè. Vô ngồi nè. Nhỏ đâu rồi? Nhà. À. Đi học. Ờ. Có bê bê lô. Ngon quá. Trời ơi, cái nước gạch cua không à? Đi gặp cái nước toàn gạch cua không à, không dám bỏ luôn á. Đi về một tấm bằng gạch cua. Nghĩ về thêm một con chú bò. Nghĩ về thêm một con nhầm bò. Ổng nói cái nào mình ăn rồi mình cho ổng á thì được, mà ổng ăn rồi ổng cho mình thì mình không ăn. 솔직히 아무리 가족이 나지만 내 입 댄 거를 안 먹고 지 입 댄 거 먹고 나한테 주고. Ông nói là cái câu tiên ông mới vừa nói lúc nãy với mọi người. Nè thiệt à. Tiên từ nhỏ tới lớn, ông nói ông là chó. Tiên từ nhỏ tới lớn là không có thể ăn hoặc là uống chung ly nước với người khác được. Cái thói quen từ nhỏ rồi cho nên là không có bỏ được mọi người. Tôi không biết, tôi không biết. 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 Tôi không biết, tôi cái thói quen từ nhỏ tiên rồi nó không có thay đổi được. Nên là thông cảm mọi người nha. Không có ăn chung với ai được luôn. Đang cắn cái miếng gì ăn mà bạn bè hoặc ai đã cắn uống cái ly nước đó là tiên bỏ luôn á, không ăn là được. Mười lăm phù kìa. Cái thói nó vậy rồi. Mười lăm.
Ông đi hứng nước nha mọi người. Trời ơi, nó nóng mọi người ơi. Wow, trời đang nóng mà ăn hai cái bún này vô nữa như xông hơi luôn á. Mùa hè là một ngày phải tắm hai lần, sáng đã tắm, chiều phải tắm, tiền nước nhân đôi. Khổ. Cái nước gạch cua không à? Không dám bỏ. Không ăn gì chứ nè. Không bốc cái gì đi. À, ông có ai gì vậy? Đi gửi là ai chứ sao? Trời ơi, cái căng nó chạy ra. Ông có ai chứ? Bột kim chê. Bổ ba cái bổ sung đạm mà người tập gym á. Để mấy người tập gym á. Hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Ăn với nhắn chuông lên và comment ủng hộ cho kênh Diệp Triệu Quân TV và trang Facebook Phạm Thị Triều Tiên. Và ai muốn mua nấm linh chi, thuốc đột quỵ, có loại tiền đình, cao sâm, hồng sâm các thứ, xương khớp rồi đó, nhà hồng sâm trẻ em rồi đó, thì qua bên trang bay Diệp Quân TV, nhân sâm Hàn Quốc chính hãng, inbox cho Tiên nha mọi người. Tạm biệt mọi người. Bye bye.